Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn chi tiết thứ bảy của cái khung 5 ron nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành thôi các bạn. Các bạn vẽ theo tôi nha. Các bạn chọn kết mặt phẳng mặc định IT các bạn. Rồi các bạn vẽ trục tâm theo cái song song trục yên. Các bạn vẽ thôi. Rồi bây giờ các bạn ghi kích thước vào. Kích thước này là 207.5 các bạn. Này là 231.5. Đoạn này là 62.37 các bạn. Đoạn này 55. Đoạn này là 31 các bạn. Tiếp tục cái đường kính như này nữa các bạn. Đường kính trên này là 168 các bạn. Đường kính trên này là 55. Đoạn này các bạn 55 các bạn. Này là 6 triệu đô. Rồi. Các bạn thoát kết đi các bạn. Để tôi kiểm tra lại cái xíu các bạn. Rồi các bạn, thoát kết các bạn. Rồi, các bạn thiêu xua các bạn. Rồi các bạn chọn trục xoay là trục ít. Rồi, bạn chọn kết tiếp các bạn. Mặt phẳng lại YZ các bạn. Rồi các bạn vẽ một cái chữ nhật vào đây. Bạn ghi cái thước này đoạn này vào là 30. Bạn vào ràng buộc các bạn. Chọn trung điểm của đường này và cái trục tâm này. Rồi, thẳng hàng các bạn. Rồi, thoát kết đi các bạn.
các bạn hãy choose remove, đoạn này là 34 ly, 45 ly các bạn remove chút, đoạn này là 45 ly các bạn. Rồi các bạn vào kế tiếp, chọn mặt bằng thì rồi các bạn vẽ một cái điểm, rồi các bạn ghi xác định vị trí nữa, 219.5 chia 2 các bạn. Rồi từ đây lên đây, rồi cái này là 34 đi các bạn, cho các bạn thoát kết. Rồi các bạn vào solid, các bạn tạo một cái lỗ hướng đúng này, hướng vuông góc với cái mặt nhỏ này, đường kính là 5, các bạn xuyên thủng luôn. Rồi các bạn chọn cái tâm lỗ này, xoay hướng ngược lại các bạn. Đó. Ok. Rồi các bạn copy nè. Mặt các bạn. Rồi chọn cái trục xoay là cấp 45 bạn, thám này các bạn. Rồi on nha các bạn, mẹ on. Rồi tiếp tục bạn chọn mặt phẳng đi, đi các bạn vẽ một cái điểm nằm trên trục ít các bạn. Rồi các bạn xác định vị trí của nó theo vị trí này. Rồi có khoảng cách này là 15 ly rưỡi các bạn. Rồi các bạn thoát kết đi. Bạn vào solid, bạn tạo một lỗ xuyên từ trên xuống dưới, đường kính là 10. Chọn cái đường, chọn cái tâm của lỗ mới tạo các bạn, center 3D các bạn. Rồi cứ hướng hướng lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ngay cái vị trí mình tạo các bạn xin cái lỗ này các bạn, ngay vị trí tầm chọn 3D, center 3D các bạn. Đường kính là 15, sâu 8 đi các bạn. Sửa lại cho tí các bạn, bỏ cái chế độ này đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vào xử lý, các bạn phát cái này.
tôi đổi màu cái các bạn. Tôi sẽ lạnh các bạn. Chi tiết thứ bảy các bạn. Rồi. Cái bài hướng dẫn của tụi tôi hôm nay đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi, tôi hẹn gặp lại các bạn trong những chi tiết sau. Rồi, chào tạm biệt các bạn.